trước Beckham, Victoria suýt cưới thợ điện trước khi kết hôn với David Beckham. Victoria Beckham từng hứa hôn với một người đàn ông khác, không làm việc trong ngành giải trí hay thể thao. Ngày 4 tháng 7, David và Victoria Beckham kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Giữa showbiz đầy rẫy những cuộc tình chóng vánh, hôn nhân bền vững của họ được ngưỡng mộ và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, có thời điểm, Victoria suýt trở thành vợ người khác và thế giới có thể không tồn tại thương hiệu Beckham, trị giá hàng trăm triệu USD như hiện nay. Theo Daily Mail, nàng Paz của Swiss Girl từng đính hôn với thợ điện Mark Wood trước khi gặp gỡ và yêu David Beckham. Người đàn ông này là nhân viên chuyên lắp đặt thiết bị báo trộm trong công ty cung cấp thiết bị điện tử của cha Victoria, ông Anthony Adam. Hai người gặp nhau khi nhà thiết kế thời trang mới 14 tuổi, theo học trường St. Mary's High ở thị trấn Cheshire, Hertfordshire, Anh. Họ có thời gian sống cùng nhau trong ngôi nhà sang trọng trị giá 400.000 bảng Anh, hơn 511.000 USD theo mệnh giá hiện nay, của gia đình Adam ở Gosport, Hertfordshire. Mark Wood cầu hôn bạn gái vào năm 1994 khi cô mới hơn 20 tuổi, và vừa tham gia buổi thử giọng cho Swiss Girl. Ngôi sao âm nhạc thậm chí tự gọi mình là Victoria Adam Wood, còn sử dụng tên này trên các sản phẩm ban đầu của nhóm nhạc nổi tiếng. Tuy nhiên, kế hoạch trở thành bà Wood của Victoria đổ bể khi hai người chia tay vào năm 1996, sau 6 năm bên nhau. Về lý do chia tay, Victoria chia sẻ trên chương trình Big Breakfast Denise Van Outen của Channel 4, anh, đó không phải là người phù hợp với tôi không thấy thoải mái. Vì vậy, mọi chuyện phải chấm dứt, tôi cũng không trả lại chiếc nhẫn cho anh ấy. Tôi vẫn giữ nó vì đó là chiếc nhẫn tội lỗi. Điều đó không kinh khủng sao? Nó khiến tôi nghe có vẻ rất phi thực tế. Trong khi Victoria nhanh chóng quên đi, Mark Wood được cho là đau khổ vì cuộc chia tay. Dẫu vậy, anh chỉ nói điều tốt đẹp về nữ ca sĩ sinh năm 1974. Đó là mối quan hệ rất đặc biệt. Nhưng phần cuộc đời đó của tôi đã kết thúc. Thật buồn vì chúng tôi ở bên nhau trong một thời gian dài. Nhưng cô ấy đã có được những gì cô ấy luôn mong muốn. Tôi tự hào về cô ấy. Anh trải lòng trên The View vào năm 1997, năm 2002, Victoria một lần nữa nhắc lại tình cũ trong bộ phim tài liệu Being Victoria của ITV. Anh vào năm 2002, người đẹp tóc nâu cho biết, vì lý do nào đó mà chúng tôi đã đính hôn. Anh ấy là một kỹ sư thiết bị báo động. Giá như anh ấy ở trong cái tủ vào cái ngày, mà tôi gặp anh ấy ở nhà mẹ tôi. Mark Wood không vui sau bình luận của Victoria về anh. Như một động thái trả đũa, anh tiết lộ về đời sống tình dục của họ. Trong bộ phim tài liệu của Channel 5 vào năm 2004, Victoria Beckham's Secrets, anh ám chỉ người cũ phẫu thuật ngực. Người phát ngôn của Channel 5 lúc bấy giờ sau đó lên tiếng, như người ta thường nói, trả thù là món ăn ngon nhất khi nguội. Mark chưa bao giờ nói trước công chúng về mối quan hệ của anh ấy với Victoria, nhưng cảm thấy đã đến lúc phải thẳng thắn thừa nhận. Mark khá tổn thương bởi những gì cô ấy nói và không có ý định làm Victoria xấu hổ. Victoria được giới thiệu làm quen với David vào năm 1997. Chưa đầy 10 tháng sau khi chính thức hẹn hò, cặp đôi tuyên bố đính hôn vào tháng 1 năm 1998. Tháng 7 năm 1999, cặp đôi vàng của showbiz và bóng đá Anh tổ chức hôn lễ hoành tráng, được cho là tiêu tốn tới 800.000 bảng Anh hơn 1 triệu USD.